Ở trận West Ham đón tiếp Arsenal, đội chủ nhà chơi chủ động và triển khai bóng nhiều bên cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Lingard, khi đó còn chơi cho đội bóng London. Đội chủ nhà cầm bóng trên 80% trong 10 phút đầu trận đấu và sớm có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút đẹp mắt của Lingard sát phạt 16,5m ở phút thứ 15. Hàng thủ Arsenal chưa kịp chuyển đốn đã phải nhận thêm một bàn thua thứ hai ở phút thứ 17. Lingard chớp thời cơ thực hiện pha đá phạt nhanh để Jadon Bowen thoát xuống hạ gục thủ thành Leno. Pháo thủ phải nhận thêm hai bàn thua chỉ cách nhau 98 giây. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Bóng đá không chỉ là môn thể thao của chiến thuật, mà sức hấp dẫn của nó còn đến từ những tình huống ngẫu hứng, những pha xử lý thông minh và táo bạo của các cầu thủ. Những tình huống đó không chỉ khiến đối thủ bất ngờ, mà còn mang lại hiệu quả cực kỳ cao. Và ngày hôm nay, hãy cùng nhau thưởng thức những pha bóng như vậy của làng túc cầu thế giới nhé! Nếu bạn thắc mắc ai là người đã đưa những tình huống phòng ngự đá phạt chìm trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây thì hãy theo dõi pha bóng này nhé. Đứng trước tình huống đá phạt nguy hiểm của các cầu thủ Barcelona, Marcelo Brozovic đã nhanh trí đoán được ý đồ sút bóng của Luis Suarez. Cầu thủ người Croatia ngay lập tức nằm xuống đằng sau hàng rào khi tiền đạo của Barca thực hiện cú đá. Hành động này của Brozovic thực sự đem lại hiệu quả khi đã cứu được một bàn thua trông thấy cho Inter Milan. Cầu thủ Arsenal còn đang phàn nàn với trọng tài về pha phạm lỗi trước đó. Lingard đã thực hiện pha đá phạt nhanh bằng một đường chuyền cho Jadon Bowen. Tình huống diễn ra rất nhanh khiến các hậu vệ của pháo thủ không kịp trở tay và ở tư thế vô cùng thoải mái, Bowen đã mang về bàn thắng cho các cầu thủ đội chủ nhà. Tưởng như Pellegrini sẽ thực hiện một pha treo bóng trong tình huống này, nhưng không, quyết định của cầu thủ người Ý đưa ra là một đường chọc khe cho Cristante chạy xuống dứt điểm. Pha bóng ấn tượng này được kết thúc bằng một cú sút chéo góc chính xác mang về bàn thắng cho Roma. Dù không thể giúp Brighton giành chiến thắng trong trận đấu với Liverpool, nhưng cú đá phạt thông minh của Lewis Dunk đã để lại rất nhiều ấn tượng cho các cổ động viên. Nhận thấy thủ thành Adrian đang mải mê chỉnh đốn hàng rào trước mặt, Dunk ngay lập tức thực hiện cú đá chìm về góc xa, khiến thủ thành của Liverpool không kịp trở tay. Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến cả thế giới phải gọi tên mình khi có tình huống di chuyển thông minh để đón quả đá phạt của đồng đội.
khác với thường lệ, Ronaldo không di chuyển lên để thực hiện một quả đánh đầu mà anh lại lùi xuống để nhận bóng và tung ra một cú sút. Pha phối hợp này đã đánh lừa hoàn toàn hàng thủ Sampdoria và bóng đi vào lưới trong sự bất lực của các cầu thủ áo xanh. Không chỉ có kỹ thuật điêu luyện cùng lối chơi ngẫu hứng đậm chất nghệ sĩ, cầu thủ người Brazil Ronaldinho còn thường xuyên có những tình huống táo bạo, và một trong số đó là cú sút phạt vào lưới Werder Bremen. Ronaldinho đã thực hiện một cú dứt điểm bóng sệt khiến cho hàng rào của Bremen không kịp trở tay, bóng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đội khách. Cú ném biên của Dean Saunders đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới như là một trong những pha bóng thông minh nhất. Sau khi thủ môn của Port Vale dâng lên phá bóng ra hết đường kẻ dọc, Saunders đã vô cùng thông minh khi thực hiện cú ném biên vào lưng của đối thủ rồi tự mình ghi bàn vào lưới trống. Theo luật thì bàn thắng này vẫn hợp lệ và nó đã trở thành khoảnh khắc không thể nào quên của môn thể thao vua. Một khoảnh khắc chớp nhoáng được Nacho Fernandez thực hiện trong trận đấu với Sevilla đã khiến cho toàn bộ mọi người chứng kiến đều cảm thấy bất ngờ khi các cầu thủ cả hai bên còn đứng sững cả lại để chuẩn bị cho một pha đá phạt thì Nacho từ phía sau đã chạy đến và tung ra cú sút đưa bóng vào lưới. Trọng tài ngay lập tức công nhận bàn thắng của Real trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ trên sân. Ở trận đấu gặp Young Boys, cầu thủ người Pháp Paul Pogba đã có một cú sút phạt đền vô cùng đặc biệt khi anh liên tục dậm chân để đánh lừa thủ môn của đối thủ. Tuyệt chiêu này đã phát huy tác dụng khi thủ thành của đội chủ nhà đã bị phân tâm và không thể cản phá được cú đá của Pogba. Câu giờ trong bóng đá là câu chuyện diễn ra rất thường xuyên, nhưng với cái cách như thủ thành Ndiaye thực hiện thì quả thực là hiếm có. Nhằm kéo dài thêm thời gian trận đấu, thủ thành này đã cố tình vấp vào chân của chính mình, sau đó tỏ ra rất đau đớn. Thậm chí các nhân viên y tế cũng đã phải chạy vào sân, nhưng bằng một phép màu nào đó, Ndiaye đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu như chưa hề có chuyện gì. Những pha xử lý thông minh và táo bạo đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh bóng đá ngày càng muôn màu muôn vẻ. Bóng đá sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu đi những món gia vị như vậy. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có cái nhìn đa dạng hơn về thế giới bóng đá. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.